Thưa quý vị, gia đình là tổ ấm, là nơi yên bình mà mỗi chúng ta đều mong muốn quay trở về sau những va chạm bên ngoài xã hội. Thế nhưng đôi khi tổ ấm lại không còn ấm nữa khi mà bạo lực gia đình xuất hiện. Thông thường, nạn nhân của bạo lực gia đình là phụ nữ và phần lớn trong số họ lại im lặng để cam chịu, không dám tố cáo chồng mình. Điều đó thật đáng buồn bởi sự im lặng càng đẩy bạo lực gia đình trở nên trầm trọng hơn. Và nhân tháng hành động vì bình đẳng giới với chủ đề chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, phóng sự sau sẽ đề cập một góc nhìn về nỗi lòng của người phụ nữ là im lặng hay là lên tiếng khi bị bạo lực gia đình. Cách đây khoảng 4 năm là một trường hợp đó là chồng thường xuyên là nhậu xỉn say, đánh chửi chỉ. Rồi chỉ là chị lại nhà hàng xóm chỉ ngủ, nhưng mà lúc lên nhà người ta thấy tội nghiệp ta cho lên nhà thì ảnh là ảnh chửi nhà người ta. Biết rồi người ta không có cho chị lên nhà luôn, là chị phải trốn ở dưới sàn. Chị này cũng mới đầu cũng cam chịu nhưng quá bức xúc thì chỉ có đánh giật mình. Đó chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện mà trong suốt 9 năm làm chủ nhiệm câu lạc bộ gia đình phát triển tại xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, chị Hạnh Tuyền cùng các đồng nghiệp đã từng giải quyết. Theo chị, trong số những vụ bạo lực gia đình thì hầu hết phụ nữ đều im lặng bởi nhiều người có quan niệm mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Bà mình thường nói là nếu mà mình có cái vết thẹo gì thì mình nên che lại, đừng để cho người khác, người ta nhìn thấy rồi người ta chê cười. Cái đó là tâm lý chung của phụ nữ ở vùng nông thôn chúng tôi. Theo nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình, khi bị bạo lực, hơn 50% phụ nữ bị bạo lực sẽ giấu kín. Đặc biệt là bạo lực tình dục và bạo lực tinh thần thì càng khó nói. Một số người im lặng để níu giữ hạnh phúc gia đình, số khác sợ lên tiếng sẽ bị hành hạ dã man hơn. Phải là có một cái lấy lòng người chồng, đó là cái thứ nhất. Đó. Còn cái thứ hai nữa, nếu trường hợp mà mình lấy lòng người chồng được thì mình phải tìm cách nào đó giải thoát. Nếu giải pháp đóng cửa bảo nhau không hiệu quả, người phụ nữ có thể tìm đến người thân, bạn bè hoặc các tổ chức đoàn thể để chia sẻ, đề nghị giúp đỡ. Các câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững hay các tổ hội phụ nữ ở địa phương có thể là địa chỉ tin cậy cho chị em. Nhờ đi họp gì đó mà chị em mạnh dạn lên, không có gục ghè như ngày xưa đó. Theo thống kê trung bình mỗi năm, cả nước diễn ra khoảng 20.000 vụ bạo lực gia đình. Cứ trung bình 2 đến 3 ngày lại có một người tử vong liên quan tới vấn nạn bạo lực gia đình. Để tiến tới xóa bỏ bạo lực gia đình, bên cạnh sự can thiệp của cộng đồng, của pháp luật, chính bản thân chị em phụ nữ cũng càng ngày phải nâng cao trình độ, tham gia phát triển kinh tế. Đó chính là cách để phụ nữ lên tiếng, bảo vệ và khẳng định vai trò vị thế của mình trong gia đình và xã hội.